ơn Vân Hùng. Vâng, cảm ơn Chủ tịch Trần Thêu. Cảm ơn Kim Thanh, bà Liêu.
ca khúc. Sắp ba nơi gặp gỡ đất trời để kết ép lại chương trình ca nhạc đêm hôm nay. Hoài Sinh và Quỳnh Nha chúc cho chủ tịch Trần Thêu và cố vấn Trần Út cùng tất cả các đội ngũ phó chủ tịch, anh chị em quản trị viên và thành viên trong câu lạc bộ một buổi tối ca nhạc thật là vui vẻ. Chúc cho ca nhạc có một giấc ngủ ngon mơ đẹp. Xin cảm ơn rất là nhiều và hẹn gặp lại.